Đỗ Xuân Hà sinh ngày 25 tháng 1 năm 1980. Sinh vào giờ Tuất 19 giờ 15 phút. Chết rồi. Thứ nhất là có số trục trặc về mặt pháp luật. Đây hết sức cẩn thận nha. Chỗ năm bao nhiêu thì 46. Tự nhiên đi tù. Thế nhưng mà có phải đi tù này ít ra thì nó công an nó gọi lên cho ngồi ngày hai ngày. Cái số dính nhắc luật nha, hết sức cẩn thận. Mệnh thì tốt, mệnh là Tào Tháo rồi. Đấy, rất là thâm trầm, thông minh, khôn ngoan. Đấy. Mà tướng này giống cũng rất tướng giống tướng của người mà đam mê quốc tế. Bởi vì mệnh của bạn này là Vũ Húc Thất Sát, nằm cung Mão, thông minh, khôn khéo. Nhưng mà có thất sát, Vũ Húc là cái sao rồi tài tài tinh tại mệnh, nhưng có thất sát hãm địa tại mệnh, nên là lúc cần ra tay kinh khủng, thế là ra tay quyết liệt, và lúc đấy là sẽ bị tù nha. Chưa làm điều gì mà đôi khi người ta đi tù nhầm với đấy anh nhớ. Ông này là ông là có căn, có căn vì Bạch Hổ tại mệnh, nghĩa là có căn là sẽ bị hành, được không? Nên trốn cứng đầu không ra chịu lễ bái, không chịu ra nhà thánh như này là dễ bị bắt, bị hành. Để đến phải lúc rồi phải ngộ ra để phải ra nhá. Có thể định đi học làm thầy cúng không? Đi học về thầy chỉ dẫn thì mới biết thằng chị. Hay là bảo thầy ấy nói cho chỉ cho mấy ông thầy Tào. Hai ông rồi đấy. Sau này là số làm thầy cúng này. Mà trốn là kiểu gì bị bắt tù nhá. Ừ, thằng này có tứ linh chướng bệnh. Cái nào đây, cái lá số của thầy Hiệp. Gia trình thánh thì thoát được cái kiếp nạn. Gia trình thánh thì thoát được kiếp nạn, không có gì làm thầy cúng nhá. Để có thiên phủ chiếu vào chiếu mệnh nữa mà. Để có đại hao lựa kiếp nữa là số căn làm thầy rồi. Cũng quan lộc đẹp lắm, có tử vi phá quân. Hoặc là đi làm thầy cúng của anh Hùng, hoặc là đi làm thuê. Vất vả. Chọn được nào. Sinh năm 80 làm nghề gì? Hà làm nghề gì? Giờ thì nghề nghiệp cũng sẽ ổn định. Đúng rồi. Chỉ còn mỗi nghề thầy cúng là hợp nhất với ông này thôi. Bác cạn à? Không. À Thanh Hoài à? Thầy Hoài lắm, thầy cúng cực kỳ. Đấy, nếu mà đúng ra đúng nghề thì sẽ tốt. Thì công việc tốt lắm này, thuận lợi này, cung quan lộc rất đẹp. Rồi cung điền trạch, đất cát, sau này cũng nhiều đất cát. Bởi vì thiên cơ lộc tồn nằm tại ngọ này. Cung phúc đức nhà ông này cũng tốt này, không phải dương tặng vừa đâu. Vô chính diệu mà. Mặc dù liêm tham hãm nằm cung thân chiếu lên cũng không sao. Bởi vì cung phúc đức vô chính diệu là đã là gọi là con trời rồi. Sinh ra đã quái rồi. Lại mệnh này nằm tại cung Mão này nữa. Lại có Vũ Khúc Thất Sát này nữa. Tào Tháo mệnh như này đấy. Sức khỏe trần gian thì rất tốt, không có bệnh trần, chỉ có bệnh âm thôi. Vì thầy nhìn thầy sao biết ông phải làm thầy không? Nói chuyện được với người đi theo kìa. Người sau á. Vong ấy. Vong đi sau ấy. Vong người nhà. Vong người nhà. Vong nhà thánh đi bắt theo làm thầy. Để làm thầy cũng ra đồng. Thế là đã bị ốp rồi. Chẳng qua là họ chưa gọi là ra tay mãnh liệt thôi. Sang năm mới biết. Sang năm giờ đúng là tròn liêm tham chiếu hạm. Sang năm có Lưu Bạch Hổ, lúc đấy họ sẽ bắt mạnh hơn. Suốt ngày mơ thôi. Suốt ngày được báo đi chỗ nọ chỗ kia. Thế nhưng mà bản mệnh bây giờ thì bệnh tật thì nhiều lúc mà cứ nó gọi là bị hành rồi á, thì bệnh âm thành chuyển thành bệnh trần. Đây lý do tại sao đấy, vì cung tận ách của ông thay âm nhật nguyệt trực sáng chiếu mà ông bị bệnh, chứng tỏ ông đã bị hành không? Lát là ngồi đây xem gọi hồn biết ngay mà, hành biết ngay, để tức tức luôn. Là tướng này là thầy cúng lưu loát lắm. Đó là đây làm được, thật ra nó tử tế. Thầy cúng lưu loát. Thầy xem cho Tào Tháo á. Là gian hùng ở đây là hùng mạnh, giỏi cực sự, nhưng chẳng qua là cái cách của Tào Tháo là đang nghi thôi,
chứ chứ Tào Tháo là một người vô cùng giỏi, vừa là vua vừa là quân sư, mấy ai dám phản Tào Tháo đâu, những người phản Tào Tháo vô cùng ít. Các tướng giỏi của Tào Tháo nhiều tướng giỏi tự theo. Nhưng thầy xem là số này có xem được về căn à, về bố mẹ sinh ra trong lá số thì nhật xong bố mẹ sinh ra thì không xem được nhiều lắm, nhưng ở đây á là nhật nguyệt là cha mẹ của bạn này đều sáng hết cả, cả nghĩa là cha cũng là một người có trí tuệ, mẹ cũng là người tốt và trí tuệ xinh đẹp. Quan lập thì được 3 giờ thì đáng lẽ rồi ông 36 đã thành công rồi, bởi vì ông 36 đã hết triệt rồi, nhưng mà ông không tuân theo quân tuân thủ con nhà Thánh, không dám tham gia, không chống lại nên là ông càng chết, là đại hao với địa kiếp nằm không thiên di là phá tài cho ông trắng tay, làm nghề gì cũng không có tiền, chỉ làm nghề thầy cúng thôi. Số là làm nghề thầy cúng. Về đi học, học hành đàng hoàng, giữ từ khoa giáo học hành đàng hoàng, chữ Hán chữ Nho mà tốt. Hôm nay mà làm được nghề đó thì tuyệt vời. Đoán mà số như vậy học cứ, chứ đừng học mấy ông thầy làng học vào hoa bài bản. Thầy hôm nào thầy nhắn địa chỉ thời gian và số điện thoại xong liên hệ các bạn đấy nhá. Rồi lấy thờ thì đã sau thì cặp tay thầy sẽ tư vấn cho. Đó, nghiên cứu các kênh của thầy đi rồi sẽ hiểu. Số mà bị bắt ra làm thầy số là không trốn được. Còn là số đẹp, đẹp hơn của anh em mình. Nhưng mà cháu nghe cháu vất vả. Cháu vất vả từ bé. Vất vả mới không theo đúng đường. Đây là ông còn tiểu hao bạch hổ nhá. Còn đại hao bạch hổ là bị hành cho là tay trắng không còn gì. Nhớ nhá, phải nói là đang có rất nhiều người âm đi theo. Để bác theo anh được. Càng làm thì càng hết tiền. Không có lông xì tứ tinh. Thế thầy xem cho cái cung cung thê thì cái này nó cái mỏ tự cấp hay sao vấn đề gì? Nhưng mà cái phần này giải chưa? Giải rồi, chắc là nó. Thì hai thầy khăn chém với nhau thôi nào. Còn gì với phụ nữa à? Bữa hai có ông là hiền lành đấy chứ. Bữa hai có ông là hiền lành đấy. Bạn tâm linh, bạn tâm linh. Hai con đàn vợ ông. Chém nha. Ra Trình Thánh không có là đàn là Trình Thánh thì Trình Thánh có hai cửa. Cửa một là ra hầu đồng, tốn kém tiền bạc, giờ không có. Cửa hai chính là thầy cúng, không mất tiền, đi học mà kiếm tiền dễ. Chị sẽ đi học sang ai nhờ chứ. Hả? Và đi học sang không ai nhờ. Nhiều. Cứ đi học xong thì sang đây cắp cháp cho thầy đã sẽ sướng rồi.